Xin chào tất cả mọi người. Đây là một bài học nói về các từ ngữ cùng gia đình, les mots de la même famille, của một danh từ mà chúng ta rất quen thuộc và có thể đây là một danh từ tối cần thiết ở trong cuộc sống của chúng ta, đó là mối, le sel. Và trong bài này chúng ta sẽ bắt gặp một số các cái từ mà chúng ta rất cần biết, cần nhớ để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và một số từ ngữ khác chúng ta cũng nên làm quen để mở mang kiến thức. Và phần thứ nhất chúng ta nói về các danh từ cùng gia đình với danh từ le sel. Trước hết chúng ta có cái loại muối biển và muối mỏ. Muối biển là cái loại muối người ta thu hoạch được từ nước biển sau khi đã làm cho nó bốc hơi, còn sót lại cái phần tinh thể muối. Đó là le sel marin. Marin là tính từ của danh từ la mer. La mer là biển. Vậy marin là những gì liên quan tới biển. Le sel marin là muối biển, trong khi muối mỏ là cái loại muối người ta khai thác được từ một cái mỏ người ta phát hiện ở trong một cái hang núi gọi là Le Sel de Mine. Mine là một cái mỏ. Chúng ta biết là có rất nhiều loại mỏ, mỏ sắt, mỏ kẽm, mỏ đồng, mỏ chì, mỏ uranium và bây giờ là cái mỏ muối Le Sel de Mine. Và việc khai thác muối mỏ chúng ta gọi là l'extraction du Saint-Germain dans les mines de sel. Mine de sel là muối mỏ. Và cái loại muối mỏ người ta dùng một cái danh từ khác là le sel gem. Và cái việc và khai thác thì người ta chỉ việc dùng các cái dụng cụ máy móc để người ta khai thác gọi là l'extraction, lôi ra. Rồi chúng ta có ba từ ngữ có thể dùng chung với nhau: le sel de table, le sel de cuisine, le sel fin. Le sel fin là muối nó mịn như là bột. Le sel de cuisine là muối bếp. Le sel de table là muối dùng ở trên bàn ăn. Như vậy, 3, 4, 5 là nói chung về cái loại muối người ta dùng để nấu bếp, dùng để làm gia vị ở trên bàn ăn. Trong khi số 6, le rosel là muối hột. Muối hột thì ít khi người ta dùng để làm đưa lên trên bàn ăn, người ta dùng để ướp những cái loại, có các loại thực phẩm hay làm các cái công dụng khác, muối hột. Một hạt muối, un grain de sel. Một nhúm muối, une pincée de sel. Pincée là chúng ta lấy hai ngón tay, thường thường là ngón cái và ngón trỏ, chúng ta nhúng lấy, chúng ta bốc lấy một cái gì đó, bột hay là muối hay là bột mì hay tất cả những cái gì mà gọi là bột đó. Chúng ta lấy hai ngón tay, chúng ta nhúng lấy, chúng ta kẹp lấy, gọi là une pincée de sel. Số 9, các tinh thể muối, les cristaux de sel. Và chúng ta thấy ở trong cái hình bên tay phải này là một cái lọ muối, une salière. Cái loại muối này chúng ta để trên bàn ăn để cho tiện dụng. Chúng ta cần thêm muối vào trong thức ăn thì chúng ta rắc vào. Và un salanier là một người sản xuất ra muối. Cái nghề của người này là làm ra muối. Chúng ta gọi là diêm dân, tức là người ta lấy nước biển người ta đưa vào trong những cái ruộng như thế này, rồi người ta trải đều ra, rồi chờ cho ánh sáng mặt trời làm cho nước biển nó bốc hơi lên. Còn lại cái phần còn lại là muối. Và các cái ruộng muối này gọi là le marais salant, và cái người làm công việc này là salanier, người sản xuất muối, chúng ta gọi là diêm dân. Và công việc của cái người làm cái nghề lấy muối này, người ta làm cho nước biển vào trong một cái ruộng rồi để cho nó bốc hơi lên với ánh sáng mặt trời thì người ta sẽ thu hoạch được muối, và công việc này gọi là la récolte du sel marin. Récolte là người ta lấy cái một cái dụng cụ như cái bàn cào, người ta cào cái lớp muối vừa mới đọng lại, cào lên rồi cứ cào mãi bao giờ nó hết. Đó là người ta cào, người ta thu hoạch được cái loại muối. Muối này là muối biển lấy từ nước biển, gọi là la récolte du sel marin. Số 15, la salinité là hàm lượng muối. Hàm lượng muối này thì thường chỉ dùng trong nước biển thôi, ở trong các cái nước khác thì đương nhiên là không có muối. La salinité, hàm lượng muối. Ví dụ người ta nói là tỷ lệ của cái độ muối ở trong biển chết thì là 34,2% so với 3,5% ở trong biển Địa Trung Hải. Biển Địa Trung Hải thì nó có cái độ đậm là 3,5, trong khi biển chết thì nó gấp 10 lần, 34,2%. Biển chết là cái biển mà nó có cái dòng sông Jourdain đổ vào, nhưng mà cái lượng nước đổ vào trong biển chết này nó không bù đắp được cái lượng bốc hơi lên, do đó cái biển này nó bốc hơi rất là nhanh và do đó cái độ muối nó còn lại thì rất là cao.
Người ta nói là khi chúng ta đi thăm biển chết này, chúng ta có thể nằm nổi ở trên mặt nước như là nằm trên một cái tấm thảm như vậy. Le taux de salinité de la mer morte est de 34,2% contre 3,5% pour la mer Méditerranée, và biển chết nó nằm ở giữa nước Israel và nước Jordanie. La saliculture là ngành sản xuất muối. Ngành sản xuất muối cũng là một trong những ngành quan trọng ở trong nền kinh tế của một quốc gia. Không phải chỉ làm ra muối để mà chúng ta đưa vào nhà bếp, nhưng mà muối nó còn công dụng, rất nhiều công dụng ở trong các cái ngành công nghiệp. Số 17, lô sa lê, nói chung là những gì về thức ăn mặn, về đối nghịch với là lô sucré là thức ăn ngọt. Ví dụ chúng ta nói là tôi thích ăn đồ mặn hơn là đồ ngọt, thì chúng ta nói dùng động từ préférer, préférer le salé au sucré. Động từ préférer nó có cấu trúc là préférer quelque chose à quelque chose. Như vậy tôi thích đồ mặn hơn là đồ ngọt thì chúng ta nói là je préfère le salé au sucré. Chẳng hạn như là bên phương Tây, bữa ăn điểm tâm, người ta thích ăn đồ ngọt hơn, cà phê, sữa, sô-cô-la, bơ. Trong khi ở bên các nước phương Đông thì nói chung rất nhiều người thích ăn đồ mặn hơn, ăn bún, ăn phở, ăn cơm tấm, ăn bánh mì. Như vậy người ta nói là ở Việt Nam, on préfère le salé au sucré dans le petit déjeuner. Số 18, le beurre demi-sel, demi là một nửa. Bơ thường thường người ta cho muối vào cho nó mặn, cho nó đậm đà. Như cái loại bơ này người ta cho ít thôi, bơ hơi mặn. Người ta gọi là le beurre demi-sel. Chúng ta thấy cái hình ở trong cái cục bơ này, cái hiệu của nó là Paysan Proton, le beurre moulé, và người ta ghi chú bên dưới là demi-sel. Như vậy khách hàng nào có nhu cầu mua cái loại bơ mặn nhưng mà mặn ít thôi thì chúng ta chọn cái miếng bơ mà nó ghi chữ là demi-sel, demi là một nửa, ý nói ở đây là hơi mặn thôi. Le salage là danh từ của động từ salé, chúng ta sẽ học ở trong phần dưới. Nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là việc ướp muối, thứ hai là việc rải muối. Ướp muối là thường thường người ta ướp các cái con cá hay ướp các cái tảng thịt, ướp muối để cho nó trở thành cái thịt muối cho nó mặn, cá ướp muối để cho nó mặn để cho người ta phơi khô có thể bảo quản được lâu. Đó là hành động salé là ướp muối. Nhưng mà nó có một ý nghĩa khác, ý nghĩa thứ hai là việc rải muối. Tại sao lại phải đi rải muối? Là bởi vì chúng ta biết là muối nó có công dụng làm tan tuyết và tan các cái lớp đông đá. Như vậy ở trên một con đường mà nếu mà tuyết rơi xuống nhiều, đông đá nhiều thì việc lưu thông rất là trở ngại. Như vậy người ta sẽ có cái loại xe chuyên dụng, người ta đi rải muối. Cái việc rải muối đó gọi là le salage. Và cái xe tải đi rải muối người ta gọi là une saleuse. Ở đây chúng ta thấy tất cả những cái chữ này đều có gốc gác của chữ xe, là đây là một cái xe tải. Cái xe tải nó chứa một cái khối lượng muối ở trong cái thân xe của nó, rồi nó đổ ra ở bên dưới, nó có một thiết bị. Cái thiết bị này như cánh quạt, nó cứ xoay và muối rơi xuống đến đâu thì nó xoay tới đó. Và khi nó xoay thì muối sẽ rải ra cái mặt đường. Và chúng ta biết cái công dụng của muối là nó làm cho tan tuyết và tan các cái lớp đông đá. Như vậy nếu mà cơ quan khí tượng dự báo là đêm nay ở cái đoạn đường này, ở cái khu vực này sẽ có tuyết, sẽ có sương giá, thì cái xe này nó sẽ được phát động cho đi, nó đi hết các cái con đường rắc muối. Như vậy sáng hôm sau khi chúng ta cư dân thức dậy để đi làm hay đi công việc á, thì sẽ thấy là con đường này nó không có tuyết, nó không có đá, trong khi hai bên có tuyết là do bởi không phải tuyết nó không rơi xuống đường, nó vẫn rơi như thường, nhưng mà do có cái loại muối này rơi xuống thì nó tan đi rồi, nó chảy xuống dưới cống rồi, nhưng mà trên bờ thì vẫn còn tuyết. Như vậy công việc đó gọi là sa lê, chúng ta sẽ coi ở trong cái phần động từ. Còn cái xe đi rải muối là une saleuse, và cái công việc này gọi là le salage. Rồi còn chúng ta còn một cái danh từ khác, số 20 là những người làm nghề ướp muối. Những người này thường thường làm trong các cái xí nghiệp về làm cái thịt thịt nguội đó, nó phải ướp muối, hoặc là các cái khu vực ở ngoài biển người ta ướp muối cho các cái loại cá mà người ta cần lưu trữ lâu ngày. Ở số 22 chúng ta có một cái danh từ rất là lạ, le salaire. Le salaire chúng ta thấy rất là quen bởi vì nó là tiền lương người ta được trả sau khi làm xong cái công việc. Nhưng mà tại sao lại liên quan tới là
danh từ là muối là bởi vì nó xuất phát từ chữ salarium. Salarium là cái tiền người ta dùng ngày xưa để mua muối, bởi vì trong thời trước, thời thượng cổ, muối là một cái vật chất nó có giá trị rất là cao, và người ta dùng muối để làm cái phương tiện trao đổi mua bán, và dùng cái muối này để trả lương. Do chữ salarium là tiền mua muối, và bây giờ nó biến thành chữ le salaire là tiền lương, và người làm công ăn lương gọi là le salarié, người ăn lương. Chuyển qua phần thứ hai, chúng ta có một số các cái tính từ cùng gia đình với danh từ muối, le sel. Số 24, salé, có nghĩa là mặn. Và chúng ta có nước mặn, l'eau salée, nước mặn là nước ngoài biển đó. Un lac salé, một cái hồ nước mặn. La viande salée, thịt ướp muối. Le poisson salé, cá ướp muối. Le beurre salé là bơ mặn. Bên trên chúng ta biết là có cái loại bơ mà ít mặn gọi là le beurre de micelle, ở đây bơ mặn, le beurre salé. Rồi cái vị mặn, la saveur salée. Một cái món ăn quá mặn, un plat trop salé. Chúng ta nói là cái món này mặn quá, cho thêm muối vào đi. Ce n'est pas assez salé, remets du sel. Ở bên phương Tây người ta không cho nước mắm như ở bên phương Đông chúng ta, người ta cho muối vào. Và cái món nào mà nêm nếm chưa có đủ mặn, người ta gọi là chưa có đủ muối. Ce n'est pas assez salé. Số 32, salon là một cái tính từ khác. Salé là mặn, salon là sản xuất ra muối hoặc là có chứa muối. Và chúng ta đã coi ở bên trên các cái ruộng muối là les marais salants. Marais là cái ruộng, là cái đầm lầy, là cái sình lầy. Ở đây người ta làm thành cái ô vuông rất là bằng phẳng. Người ta cho nước biển vào, rồi dùng sức nóng của ánh sáng mặt trời làm cho cái nước biển nó bốc hơi lên, và dần dần nó kết tụ lại, còn lại cái phần gọi là muối, chúng ta thu hoạch được muối. Và les marais salants, salants là tính từ sản xuất ra muối. Ở trong phần trạng từ thì chúng ta có cái trạng từ salé, nhưng mà chúng ta thấy cái trạng từ salé, cái adverb nó giống hệt như với tính từ, nhưng mà bởi vì đây nó là trạng từ do đó nó không bao giờ thay đổi. Chẳng hạn ăn mặn, manger salé. Nói về phần trạng từ là adverb, và chúng ta chỉ có một adverb là salé, như vậy nó giống với danh từ là salé nhưng mà nó không bao giờ thay đổi. Chúng ta coi một số câu ví dụ. Manger salé là ăn mặn. Il faut manger peu salé, phải ăn ít mặn. Tại sao đôi lúc người ta thèm ăn mặn? Đây là một vấn đề đặt ra ở trong các cái tài liệu về khoa học. Pourquoi a-t-on des envies particulières de manger salé par moment? Ăn quá mặn thì không tốt cho sức khỏe. Manger trop salé, c'est mauvais pour la santé. Và manger trop salé, risque pour la santé des seniors. Senior là những người cao tuổi đó. Ăn quá mặn thì sẽ có những cái nguy cơ về sức khỏe cho những người lớn tuổi. Nói về phần động từ verb thì chúng ta có động từ salé, và động từ salé có bốn cách dùng như sau. Thứ nhất là cho muối vào, mettre du sel, tức là cho muối vào trong canh, trong cháo, trong súp, trong thức ăn đó. Salé la soupe. Hoặc là ướp muối, salé le porc, salé du poisson. Chúng ta có cần một cái miếng thịt, miếng cá gì mà chúng ta cần cho nó mặn để chúng ta phơi ấy, thì cũng dùng động từ salé. Số 39, đây là một cái nghĩa rất đặc biệt dùng trong văn thân mật, tức là bắt trả tiền quá cao. Salé une note, note là một cái hóa đơn ghi ở trong các cái nhà hàng ăn uống ấy, để chúng ta nói cái hóa đơn này quá cao, cũng ăn bấy nhiêu thức ăn, bấy nhiêu món thôi, nhưng mà nó có một cái hóa đơn rất là mắc tiền. Demander un prix excessif, đòi hỏi một giá quá cao, thì người ta dùng trong cái cách nói thân mật là salé une note, hoặc là salé un client, làm cho người này phải trả một cái món gì với giá quá mắc. Và chúng ta cũng có thể nói là sau khi mình đi ăn ở chỗ nào ra, chúng ta sử dụng một cái dịch vụ gì đó ra, rồi người ta ghi cho mình cái hóa đơn quá mắc tiền, chúng ta nói là on se fait salé, chúng tôi bị tính tiền quá cao. Và một cái cách dùng thứ tư là như chúng ta đã nói ở bên trên, tức là rải, là rắc muối ở trên lề đường, xin lỗi, ở trên lòng đường. Salé la chaussée, rải muối lên mặt đường ở trong đêm.
thì nó có thể là bị tuyết xuống, nó làm cho cản trở lưu thông, có thể là đông đá nữa, thì sẽ có cái loại xe tải đặc biệt nó đi, nó rải muối sale la chaussée, làm cho tan tuyết và làm cho tan xương giá, bởi vì muối nó có cái tác dụng là làm cho tan các cái tuyết hoặc là các cái băng ở đóng đóng đông ở trên mặt đường. Và chúng ta có một cái số 41, tóc búi tiêu, đây là một cái màu màu nửa trắng nửa đen đó, người ta gọi là tóc muối tiêu, les cheveux poivre et sel. Trong tiếng Việt Nam chúng ta dịch là muối và tiêu, muối đi trước tiêu đi sau, nhưng người Pháp lại nói là tiêu đi trước muối đi sau, les cheveux poivre et sel. Và trong phần sau cùng, phần số 5, chúng ta coi qua một số câu ngạn ngữ, the proverb. Như câu ngạn ngữ này thì chỉ có một câu nó quen với câu ngạn ngữ trong tiếng Việt, còn các câu khác chúng ta làm quen với cái ý nghĩa của nó. Trước hết chúng ta nói muối là một cái vật chất, nó mang lại cái hương vị đậm đà cho một cái món ăn. Ở đây người ta cũng dùng chữ muối, người ta nói lên một cái ý nghĩa hình bóng, chẳng hạn như là lô môn là việc là người ta làm phúc bố thí. Lô môn elercel de rich, rich là người giàu có, người giàu có thì họ có quyền họ tiêu tiền theo ý của họ, nhưng nếu họ dùng một cái phần nào đó để họ làm phúc bố thí cho những người nghèo khổ thì người ta gọi là cái phần làm phúc bố thí đó là muối của những người giàu, tức là những cái gì nó làm cho cái tăng thêm cái hương vị đậm đà. Như chúng ta đã nói, xe là một cái chất nó làm cho cái món ăn thêm cái hương vị đậm đà, thì nếu mà người giàu họ có ý thức họ giúp đỡ cho những người khó khăn thì cái phần họ giúp đỡ đó, ô môn đó, đó là cái phần muối của những người giàu. La ponctuation elegant de la phrase, một câu mà có chấm phẩy thì cái câu đó đọc rất là sướng, rất là hay, bởi vì nó sẽ có ngắt theo ý nghĩa của câu. Còn nếu một câu mà không có chấm có phẩy thì đọc rất là chán, bởi vì một cái câu rất là lủng củng. Les affaires sont le sel de la vie, les affaires những việc làm ăn kinh doanh buôn bán. Trong cuộc sống, nếu mà chúng ta biết làm ăn kinh doanh buôn bán thì tất cả những cái việc bận bịu vướng bận đó nó trở thành cái hương vị trong cuộc sống của mình, nó không có nhàm chán, cuộc sống không có buồn bã. La douceur est le sel des bonnes mœurs et des belles qualités. Mœurs là các thói quen, các cái tập tục, qualité là các cái phẩm chất. La douceur là sự hiền dịu, sự hiền lành, sự nhu mì hiền lành, đó là muối của những cái thói quen tốt và những cái đặc điểm tốt. Le sucre ne sert à rien quand le sel manque. Khi mà một món ăn gì mà thiếu muối thì cứ cho đường vào cũng vô ích, bởi vì các cái món ăn đa phần là người ta cần cho muối vào để cho nó có hương vị đậm đà, và nếu mà hoàn toàn không có muối thì chúng ta có dùng đường nó cũng không có giúp được cái việc gì hết. Câu số 47, quand on mange salé, on ne peut plus manger sans sel. Đây, salé chúng ta dùng với ý nghĩa là trạng từ đó. Khi người ta đã ăn mặn rồi thì người ta không thể nào ăn mà thiếu muối nữa. Ở trong tiếng Việt mình có một cái câu ngạn ngữ, ngủ trưa quen mắt, ăn vặt quen mồm. Thì chúng ta đã quen ngủ trưa rồi thì cứ phải ngủ trưa mãi, ngày nào không ngủ trưa được thì rất là bực bội. Ăn vặt cũng như vậy, quen ăn vặt rồi tới cái giờ đó phải mua, phải kiếm cái gì ăn, mà không ăn thì nó thòm thèm, nó thiếu. Thì câu tiếng Pháp nói là khi người ta quen ăn mặn rồi thì không thể nào mà ăn không có muối. Une maison sans romaine, c'est comme un œuf sans sel. Khi chúng ta ăn một quả trứng luộc, một trái trứng luộc thì đương nhiên chúng ta phải chấm một chút xíu muối hoặc là muối tiêu để cho nó đậm đà. Chứ ít khi người ta ăn không thì nó nhạt nhẽo. Thì người ta ví von như thế này, một gia đình mà không có một người bề trên, con me đây là một bà, có thể là ông nữa, ý nói là một người ở vai bậc trưởng thượng đó, một gia đình mà không có một người trưởng thượng thì cũng giống như là một ăn quả trứng mà không có muối. La boutrie en amour est comme le sel, il n'en faut pas trop. Đây là một câu ngạn ngữ rất là hay. La boutrie là cái hờn dỗi, ở trong tình yêu thì cái việc hờn dỗi nó giống như là muối, không cần nhiều, dĩ nhiên là không thể nào là không có và cũng không thể nào nó có quá nhiều, nhưng mà không cần nhiều, ý nói là người ta thừa nhận là có nhưng mà không nên có quá nhiều. Và câu cuối cùng, đây là một câu ngạn ngữ của người Ấn Độ, on connaît la saveur du sel quand il n'y en a plus et sel d'un père après sa mort. Sel đây là saveur, saveur là cái vị đậm đà, người ta biết đến
cái vị đậm đà của muối khi không có nó. Chẳng hạn chúng ta đang ăn một cái gì quen rồi, nó có muối, chẳng hạn như bánh mì hay là một cái loại bánh gì đó, thường thường là bánh mì, trong khi sản xuất người ta cho muối rồi, bây giờ ăn cái loại bánh mì nhạt là chúng ta biết ngay cái bánh mì này nó thiếu cái vị đậm đà. Người ta biết được cái vị đậm đà của muối khi nó không có nữa. Khi không có nữa là chúng ta biết được cái này là thiếu muối. Thì cũng như vậy, người ta biết được cái vị đậm đà, cái hương vị của một người cha trong gia đình chỉ sau khi người cha đó mất đi. Khi cha đó đang còn hiện diện ở trong gia đình thì chúng ta thấy đó cũng là chuyện bình thường. Như khi người cha chết đi, chúng ta sẽ nhận ra cái hương vị đậm đà của sự hiện diện của một người cha trong gia đình. Và trong bài này tôi đã giới thiệu khoảng 50 phần chúng ta cần nhớ về các danh từ cùng gia đình với chữ sen là muối. Muối là một cái vật chất rất cần thiết, thậm chí là tối cần thiết trong cuộc sống của con người cũng như trong cuộc sống kinh tế. Và trong cái bài này chúng ta có một số chữ chúng ta rất cần nhớ, một số chữ khác chúng ta cần tìm hiểu thêm để tăng cái phần kiến thức. Xin chào tất cả mọi người.